nhanh lên. Là đang gắn móng tiếp ha các bạn. Đây là bạn học viên đang làm ha. Gắn móng tiếp và thì tạo móng theo ý muốn. Ví dụ bạn nào muốn móng vuông thì mình làm móng vuông, mình làm móng bầu thì làm móng bầu, móng nhọn thì làm móng nhọn, tùy theo ha. Còn này thì không biết bạn học viên mình thích làm móng gì đây, em đang làm móng gì đây học viên? Dạ móng cấp phần. Là bạn làm cấp phần hả các bạn ha. Làm móng nắp hòm á các bạn. Rồi bạn nào học thì chúng ta hãy tới địa chỉ hôm nay nha. Thấy rõ không Lưng? Cô để chiếc da đèn đi quay cho đẹp. Chúng ta sẽ xem toàn bộ quy trình đắp bột luôn hết các bạn ha. Thì cái này bạn đã mài dũa nhám cái này kia đầy đủ hết rồi các bạn. Mà thấy học viên mình đẹp, mình làm đẹp á các bạn ghi bình luận đẹp giùm mình nha. Không đẹp quá. Chị dạ rồi cái gì hả? Dạ tại đang quay phim.
Thank you.